chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn chiếc Hyundai Accent nhập khẩu 2011, số tự động. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 400 triệu đồng. 400 triệu cho một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu bản sedan, được trang bị 4 phanh ABS, xi nhan trên gương, gương cụp tự động, số tự động bản zig zag, màn hình camera lùi đầy đủ, super bass, chiếc Hyundai Accent nhập khẩu 2011, số tự động, có giá chào bán là 400 triệu đồng. Hyundai Accent nhập khẩu 2011 bản sedan có giá chào bán là 400 triệu đồng. Xe được trang bị 4 phanh ABS, xi nhan trên gương, gương cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa ô tô, màn hình camera lùi đầy đủ. Chiếc xe về thân vỏ còn rất là đẹp, nội thất tươi đẹp, sạch sẽ, vô lăng cần số còn như mới. Bây giờ mình xin đi đến từng chi tiết nhỏ một ạ. Gương chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình DVD, cần số bản zig zag, đây ghế da còn rất đẹp, trần mỉ đẹp, mình sẽ đi đến khoang cốp và khoang máy. Trước mắt là khoang cốp. Đây, khoang cốp chiếc xe này rất là rộng. Hyundai Accent khoang cốp rất là rộng. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái khoang sau này, cái khung gầm như mới luôn. Mình sẽ đi đến khoang máy. Chiếc xe này thì có cái khoang máy rất là sạch sẽ. Các cụ giảm sóc là còn nguyên đinh tán, không có dấu vết nào va chạm. Về máy móc thì nguyên bản zin từ con ốc, chưa có một chút gì gọi là dấu hiệu mở ra để sửa chữa máy móc cả. Còn về khung khoang máy thì là nguyên si, không có một chút động chạm gì cả. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này để xem là trải nghiệm của nó ra làm sao, về cảm nhận về độ ồn, rồi là cảm nhận về động cơ, độ bốc của động cơ, rồi là khung gầm bề sườn. Nói chung là xe thì mình phải xem xe và chạy thử thì mới đánh giá được về một hoàn chỉnh một chiếc xe. Nếu như chưa chạy thì cũng là thiếu đi một phần nào đấy.
Chiếc xe này là chạy 9 vạn. Sản xuất 2011 đến nay là 2018 là 7 năm. 7 năm là chạy 9 vạn. Một năm chạy có vạn 2 thôi. Xe chạy DOD 9 vạn. Trước tiên mình tắt cái nhạc cái đã. Mình cảm nhận là vô lăng trợ lái nhẹ, cảm giác lái thật, máy êm bốc, cầm bệ chắc chắn. Đấy, mình đi qua chỗ sóc ấy, mình ở đây có một cái chỗ đường thử, chạy đường thử đường sóc. Đây có những gờ con lươn rất là cao. Đấy, chỉ nghe tiếng kịch của lốp thôi. Tức là xe gầm bệ là chắc chắn, không có một tiếng lọc sọc gì cả. Máy bốc, đạp ga đi đâu điên đấy. Đây mình đang đạp ga. Ga đạp ở đâu điên đấy. Đây. Chạy rất là bốc. Chuyển số ngọt ngào. Số tự động là cứ phải chuyển số ngọt ngào các bạn nhé. Ok, đối với mình đánh giá chiếc xe này là một chiếc xe tốt cho giá tiền 400 triệu. Với 400 triệu bạn đã có một chiếc xe ASEAN nhập khẩu 2011 bản sedan hai đầu với đầy đủ các tính năng hiện đại. Có máy rất là bốc. Số ngon, thân vỏ đẹp, nội thất đẹp. Vâng, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình và like bài viết, đăng ký kênh của mình để luôn luôn là những người cập nhật đầu tiên những chiếc xe mới về của mình nhé. Chào các bạn, Dung Audio, Tô Cũ Hải Dương chào quý vị.